Tạm biệt nhé. Lòng phấn trắng đo chấn tay ghi lên trên bảng. Lòng ai chắc cũng rất bồi hồi về hôm đó, là hôm sơ kết ấy. Ai đó mang loa và tiếng nhạc vang lên, những bài hát lắng đọng tuổi học trò. Cô Thảo bước vào lớp, cả lớp xếp vòng tròn, đứng cạnh nhau, cùng đung đưa cạnh nhau, theo bài hát, cùng nhau hát, theo bài hát. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Và cả lớp ngay ngắn, ngồi lại, nghe cô giảng lại những lời cuối cùng trên bục giảng. Sau đó, cô trao phần thưởng cho những bạn đạt thành tích tốt trong học tập. Trao xong, cô mời bạn Trang Gạo lên hát. Hát được một lúc thì Trang mắt lệ nhòe, khóc òe, cảm xúc không kìm nổi nữa. Cả lớp chạy lên ôm chầm lấy Trang. Không gian đi tĩnh lại lúc ấy. Buổi sơ kết kết thúc, cô Thảo có lẽ vì không muốn học trò nhìn thấy nước mắt trên mắt của mình nên xin ra về sớm. Lúc đó chỉ bắt đầu mưa, lại càng đem lại trong lòng ta thêm nhiều cảm xúc. Trời càng mưa to, ta quyết định phải đổi nhà. Ta không cho phép bản thân được buồn. A11 là phải vui, ta phải quậy hết cỡ. Nhạc đen sập sình, ai cũng thấy phấn khích. Các bạn thấy nhau nhảy các điệu nhảy điên rồ nhất, quẩy mạnh nhất, thật là mạnh. Mưa vẫn không ngứt, ta vẫn không ngừng quẩy, không ngừng điên rồ. Ai đó còn đem cả vòi nước vào xịt ầm ầm thành mưa trong lớp nữa. Đỉnh điểm là cả lớp cùng nhau chạy ùa ra sân giữa mưa luôn. Trời mưa mặc kệ trời mưa, ta quẩy trong nước, ta ôm chầm lấy nhau. Nước mưa hòa trong nước mắt, nhiều bạn ôm nhau và khóc. Vì các bạn đã ý thức được rằng đây là lần cuối mình được điên, được tự do, được quậy với bạn bè vui như thế này. Cũng là lễ trưởng thành, ta lại luyện tập nhảy dân vũ trong những trưa nắng. Tới ngày lễ trưởng thành, ai đó mang bột màu tới lớp để các bạn tạo màu trên tóc những màu sắc rực rỡ. Ai đó mang áo sơ mi caro lên lớp để ta quấn quanh eo bụng cho lúc nhảy nhìn chất hơn. Bàn ghế lem lốp bột màu đầy sắc màu. Ta chạy ùa ra sân trường, sẵn sàng bước lên sân khấu. Ta sẵn sàng nhảy bài múa dân vũ cuối cùng với nhau. Hôm ấy, ta đã nhảy hết mình, ai cũng nhảy hết mình. Âm nhạc sập sình, âm nhạc tuổi học trò vẫn còn vang mãi trong kỷ niệm. Hôm ấy, lần cuối cùng A11 được thể hiện cá tính trước tập thể trường. Và ta xứng đáng tự hào vì điều đó, vì chính chúng ta. Quay phim mẹ. Hát đi.
xong, cả trường và cả lớp ta cùng ngồi lại để viết những dòng tâm sự bạn bè cho nhau. Những dòng tâm sự lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng cho nhau. Ta đặt lên vai nhau và viết. Viết, viết để còn nhớ mãi về nhau, mãi là bạn bè. Tình bạn đã cao hơn bao giờ hết. Lúc trước có thất mất với nhau thì khi kết thúc tất cả đều bỏ qua hết. Năm 11 thỏa thuận, ai cũng yêu mến nhau, dành cho nhau những lời tốt đẹp. Hôm ấy chiều buông dần, lễ trưởng thành kết thúc. Cảm xúc lắng đọng trong bóng tối, bóng tối buông dần. Lòng người bồn tăn, nặng trĩu nhiều suy nghĩ. Nhiều bạn đã khóc, ôm chầm lấy nhau mà khóc. Khóc vì tình bạn, khóc vì nhớ kỷ niệm, khóc vì sợ thay nhau, khóc vì tương lai ta không còn bên nhau được nữa. Hôm ấy mình đã không khóc, và cũng nhiều bạn không khóc. Mình chỉ vì mình tự an ủi mình rằng ta còn gặp nhau nữa mà. Mình an ủi như thế, nhưng mình sai rồi. Giờ mình chỉ ước quay lại lúc đó để mình được khóc thật nhiều. Rồi ngày ta mặc bộ quần áo tốt nghiệp cũng tới. Trong ta là bao nhiêu phấn khởi cùng những tâm tư nguyện vọng. Chiếc áo rộng thùng thình màu xanh, nón tốt nghiệp đội trên đầu. Rồi ta tung nón lên trời, tung cao, miệng cười toe toét, để ta tự hứa bản thân rằng ta sẽ tốt nghiệp, ta sẽ thành công, ta sẽ thực hiện được ước mơ và sự nghiệp. Ta cần cù tự tin là bá đạo. Đó là A11. A11 cá tính và mạnh mẽ. Như những bước nhảy xe mà ta đã nỗ lực bật nhảy. Mình tin rằng ai trong chúng ta cũng tràn trề năng lực để có thể bật những cú nhảy xe, để có thể làm được điều mình muốn. Chúc tất cả mọi thành viên A11 thành công và hạnh phúc. Dù sau này ai làm nghề gì, kết hôn với ai, ai đi về đâu, đi đến đâu, thì hãy luôn nhớ đến lớp chúng ta ngày xưa nhé. Nhớ mãi những kỷ niệm học trò ngây ngô và đẹp đẽ. Tạm biệt nhé. Dòng phấn trắng do chính tay ghi trên bảng, ai đó đã xóa mất rồi. Tạm biệt nhé. Bàn ghế giờ hiu quạnh, không còn tiếng cười đùa của lớp ta nữa. Nhớ mãi, nhớ mãi nhé. Kỷ niệm lớp ta A11, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, niên khóa 2012-2015.